ngay lập tức. Để người khác yêu thích bạn ngay lập tức. Một lần, khi đang xếp hàng chờ gửi thư bảo đảm ở bưu điện, tôi nhận thấy một nhân viên đứng sau quầy phục vụ khách hàng trông rất chán nản. Tôi thử nghĩ về các công việc thường ngày của anh, cân các phong bì, dán những con tem, thối lại tiền lẻ và trao biên lai like cho khách. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại đơn điệu hết năm này sang năm khác thì làm sao anh ta không chán ngán cho được. Thế là tôi tự nhủ, mình sẽ thử làm cho anh chàng này vui lên xem sao để làm điều đó tôi cần nói một điều gì đó thật thú vị dĩ nhiên không phải về tôi mà về anh ta tôi quan sát và một ý tưởng hiện ra khi anh đang cân phong thư tôi gửi tôi nói ước gì tôi có mái tóc đẹp như tóc của anh anh ta ngẩng lên hơi ngạc nhiên gương mặt bỗng giãn ra với nụ cười rộng mở và trả lời khiêm tốn cảm ơn ông hôm nay nó không được đẹp như mọi ngày tôi cam đoan rằng mái tóc của anh ta rất đẹp nó tạo cho anh ta một nét nam tính thật đặc biệt và anh ta đã rất vui chúng tôi tiếp tục cuộc trò chuyện cuối cùng anh ta tiết lộ một cách vui vẻ có nhiều người khen tóc tôi rồi đấy tôi chắc rằng hôm đó chàng thanh niên này đi ăn trưa với đầu ngẩng cao đầy tự hào và hẳn là khi về nhà anh ta sẽ kể với vợ mình điều đó trong bữa cơm tối chắc rằng anh chàng sẽ nhìn vào gương và tự hào nói với chính mình quả là mình có mái tóc thật phong độ tôi đã kể câu chuyện này một lần trước công chúng và sau đó một người hỏi tôi ông muốn được gì ở người ấy tôi muốn được gì ở người ấy khi làm điều đó ư nếu như chúng ta ích kỷ một cách đáng khinh bỉ đến nỗi không thể chia sẻ được một ít hạnh phúc và tặng một lời khen ngợi thành thực mà không mưu cầu lợi ích cho riêng mình nếu như tâm hồn chúng ta không lớn hơn những mục đích vụ lợi thì chắc chắn chúng ta sẽ thất bại và rất đáng bị thất bại thật lòng tôi cũng muốn đạt được một điều từ việc này Tôi muốn một điều vô giá và tôi đã có được nó. Đó là cảm giác cao quý rằng mình đã làm được một điều có ích cho người khác mà không cần phải được đền đáp. Khi cho đi bằng tất cả tấm lòng, tôi cảm thấy mình đã nhận lại nhiều hơn thế. Có một quy tắc hết sức quan trọng trong việc đối nhân xử thế. Nếu chịu tuân thủ quy tắc này thì hầu như chúng ta sẽ không bao giờ gặp trắc rối trong giao tiếp, sẽ có vô số bạn bè và sẽ luôn hạnh phúc. Còn ngược lại, vi phạm quy tắc này, bạn sẽ gặp khó khăn triền miên. Quy tắc ấy là, luôn luôn làm cho người khác cảm thấy họ quan trọng. William James nói, nguyên tắc sâu xa nhất trong bản chất con người là sự thèm khát được khen ngợi. Đây chính là điều khiến con người trở nên khác biệt với muôn loại và thúc đẩy nền văn minh nhân loại phát triển. Những cuộc nghiên cứu của các triết gia trong nhiều thập kỷ qua về quan hệ giữa người với người đều dẫn đến một nguyên tắc ứng xử quan trọng do đã dạy nguyên tắc này cho các môn đệ của mình ở Iran cách đây 25 thế kỷ. Khoảng một thế kỷ sau đó, cũng nguyên tắc ấy, lão tử rồi khổng tử đã truyền giảng ở Trung Quốc. Đức Phật đã thuyết giảng chân lý đó bên bờ sông hàng 500 năm trước công nguyên. Kinh sách Ấn Độ giáo đề cập tư tưởng này 1.000 năm trước đó. Và cách đây 20 thế kỷ, trên những ngọn đồi ở Do Thái, chú Di cũng truyền giảng chính điều ấy nguyên tắc có lẽ quan trọng nhất ấy của nhân gian có thể được tóm gọn như sau hãy đối xử với người khác theo cách mình muốn được đối xử ai cũng muốn được tán thành được thừa nhận giá trị của bản thân ai cũng muốn có cảm giác mình thật quan trọng trong thế giới chật hẹp này ai cũng muốn được người thân bạn bè hay các đối tác khen ngợi chân thành và thật lòng chứ không muốn nghe những lời nịnh hót giả dối tất cả mọi người chúng ta đều muốn thế vậy chúng ta hãy tuân theo nguyên tắc vàng nêu trên và cho đi điều chúng ta muốn nhận từ người khác vậy nên làm điều đó ở đâu vào lúc nào câu trả lời là bất cứ đâu bất cứ lúc nào david j smith ở eau claire wisconsin nói chuyện trước lớp chúng tôi cách ông xử lý một tình huống tế nhị khi người ta yêu cầu ông đảm nhiệm việc phục vụ ăn uống tại một buổi hòa nhạc từ thiện vào đêm hòa nhạc khi tới nơi tôi thấy hai bà đứng tuổi với vẻ mặt rất khó chịu đang đứng cạnh quầy giải khác. Trong khi tôi đang suy nghĩ xem nên làm gì, một người thuộc ban tài trợ xuất hiện, trao cho tôi một hộp tiền và cảm ơn tôi đã nhận nhiệm vụ này. Bà giới thiệu tôi với sờ và dân, chính là hai người phụ nữ cao có mà tôi đã nhìn thấy, sẽ hỗ trợ tôi. Nói xong bà vội bước đi để lại ba con người với một bầu không khí im lặng nặng nề biết rằng giữ tiền là một công việc thể hiện hình thức quyền lực nên tôi trao cái hộp cho Rosa và giải thích rằng tôi không thể giữ tiền lúc này, tôi nghĩ nếu bà giữ thì sẽ tốt hơn. Rồi tôi đề nghị Jen rằng, bà nên hướng dẫn cho hai cô gái đã từng làm việc ở quầy giải khác kia cách sử dụng chiếc máy làm soda và tôi nhờ bà chịu trách nhiệm giúp phần này luôn. Tối hôm ấy Rosa thích thú tính tiền, Jen tự hào chỉ huy các cô phục vụ còn tôi an nhàn thưởng thức hòa nhạc bạn không phải đợi cho đến khi mình là đại sứ pháp hay chủ tịch hội đồng quản trị mới sử dụng cách xử thế đơn giản này bạn có thể làm nên những chuyện phi thường mỗi ngày với triết lý ấy nếu như cô phục vụ mang đến món ớt trái trong khi bạn đã yêu cầu ớt xay thì nên nói tôi rất tiếc đã làm phiền cô nhưng tôi thích ớt xay hơn chắc hẳn cô ấy sẽ trả lời không sao đâu ạ à, và vui vẻ đổi ngay cho bạn bởi vì cô cảm thấy được tôn trọng tôi rất ngại làm phiền ông ông chịu khó làm giúp, ông có thể vui lòng, ông có phiền không nếu, cảm ơn, những lời nói lịch sự sẽ đánh tan sự đơn điệu của cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, đó còn là biểu hiện của người lịch sự và có văn hóa. Ta hãy lấy một minh họa khác từ câu chuyện của nhà văn hôn Cang tác giả những tiểu thuyết như The Christian, The Demser, The Mansman, những tác phẩm bán chạy nhất trong nửa đầu thế kỷ 20. Hàng triệu người đã đọc tiểu thuyết của ông ông là con một người thợ rèn, học chưa hết lớp 8, nhưng cho đến khi mất, ông vẫn là nhà văn giàu có nhất trong các nhà văn đương thời. Câu chuyện như sau, hôn can thích sonnet và ba cho nên ông đọc ngấu nghiến toàn bộ thơ của Dante Gabriel Rossetti. Thậm chí, ông còn viết một bài ca ngợi Rossetti và gửi một bản cho chính Rossetti. Sonnet, loại thơ 14 câu ra đời từ thế kỷ 13, có lối gieo vận theo một cấu trúc rất chặt chẽ. Ba lát, loại thơ được trình bày như nhạc, thường là một câu chuyện được kể lại qua một bài hát. Dante Gabriel Rossetti, 1882 nhà thơ, nhà danh họa, dịch giả người Anh. Rossetti rất cảm kích và nghĩ, chàng trai nào cảm nhận tài năng mình tinh tế như vậy hẳn phải thông minh lắm đây. Thế là Rossetti mời chàng trai ấy đến Luân Đôn làm thư ký cho ông. Đó là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của hôn can. Ở vị trí mới, ông được gặp gỡ rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng thời bấy giờ họ đã chỉ dẫn và khuyến khích ông bước vào con đường văn chương đưa tên tuổi